nuôi khỉ lạc luôn khi tựa như thiên sứ các vị Quan Âm. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong bánh mời bằng tay của chị. Dạ con cảm con có nhiều cái rất là suy nghĩ muốn rằng các bạn có thể tính cảm ơn được chị chị cô cái chỗ mà cái chỗ chọn cái máy chị cái gì hoa nữ tự duyên thấy mình kính chào quý chị. Con xin phép được trái bài câu pháp cú số 200. Su su khăn qua ta chi và má về sang nô na thi kinh cha nần bi tít bi tít phát khà phát quý xà má đề qua a phát xa ra gia tha trời
miếng được nữa. Mình đọc lại nha quý anh chị, bởi giờ không gài không có giờ tài lại vậy, không thấy gì trơn. Su su khằng qua ta chỉ hòa má về sàn đồ đá thi kinh cha nàng đi tí bắc hà pha quý xà má đề hòa phát xa ra gia thà sự sự khẳng qua ta chi qua ma về sang đô na thi kinh cha năng đi tí phát kha và huynh xa ma để qua xa ra gia thà người thầy chúng ta sống không gì gọi của ta. Ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Su su khang qua ta chi qua ma về sáng nô nan thi kinh cha năng đi ti pha ca pha win sa ma đề qua pha sa ra gia thà su su khang qua ta chi qua ma về sáng nô na thi kinh cha năng đi ti pha ca pha win sa ma đề qua pha sa ra gia thà Nguy thầy Nguy thay cảnh giới Như Lai không gì chướng ngại, chẳng gai chướng gì, dưỡng nuôi hỷ lạc luôn khi tự như thiên sứ các vị quan âm hổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, bây giờ em kính mời quý anh chị và kính mời chị Trần Đạo tiếp theo ạ. Thầy giáo, ma giáo, ma sa tha giáo, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức pháp tính cùng chư tôn đức tăng, kính lễ cô tu nữ tự viên chính trà với anh chị trong đạo tràng, con xin kệ có kinh pháp cú số 200 ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng khi biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kệ có kinh số 200. Dù suốt căng qua tà chi quá má dễ sang nô nát thì cuốn chá năng vì ti ba kha bà qua sa má để qua a ba xà ra giá tha dù su khăn qua tà chi quá má dễ sang nô nát thì kiên cha năng vì ti ba kha bà huyết sa ma để qua ta ta ra gia đưa thầy chúng ta sống những gì gọi của ta, ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dù số khăn qua tà chi quá má dễ sang nô nan thì con cha năng đồ ba kha ba bà vi sa ma đề qua ấp bát xà ra nha tha Như thai cảnh giới Như Lai không gì chướng ngại, chẳng gai chướng gì, dưỡng nuôi vị lạc luôn thì tự như thiên sứ các gì quan âm. Đó là của cô và thủ giáo đức. Dạ, con đọc lại xong, con xin gửi mất lại cho chị đọc lại ạ. Dạ. Cảm ơn Đặng Đông, cảm ơn
mình Nhật Nhật Huỳnh. Dạ con một lần nữa con kính đảnh lễ chư đại đức tăng cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ con xin đọc và kệ có pháp cú số 200. Xú xú kham quá ta chi qua ma ye sang nô na thi khang ni na thi khin cha năng bi bi ti pa kha pha quý sa ma đề qua áp phát xa đà thà su su kham và ta chi qua mang ye sam nô na thì kinh cha năng vị ti pa kha và quy sa ma đề quang áp phát xa ra gia thang su su kham qua ta chi qua ye sam no tha thi kinh cha năng vi ti pa kha pa quy sa ma đề quang a pa sa ra ya tha. Vui thay chúng ta sống không vì gọi của ta, ta chỉ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Dạ dạ đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vui thay cảnh giới Như Lai không gì chướng ngại, chẳng gai chướng gì, dưỡng nuôi vị lạc luôn khi tựa như thiên sứ các vị quan âm. Dạ đó là bộ thơ của Thượng Tọa. Dạ kính mời vị tiếp theo ạ. Dạ Dạ sa thú kính cảm ơn Tâm Hương. Dạ cảm ơn Thích Đàn Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha giá. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Minh Quát Thanh Á cô tu nữ Tỳ Duyên. Xích Rạng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ sa thú lành thai. Nhật Bình kính cảm ơn cô tu nữ Tỳ Duyên Minh Quát Thanh Á. Cảm vâng Xích Tâm Phương cô em Minh Xích Trần Đạo. À, Xích Tâm Phương đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới là câu pháp cú kinh số 201. Nhật Bình kính mời đạo tràng với cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh để cùng thỉnh pháp sư A Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Nam mô Tham Sa Wa Tô Arahato Samma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Phakavato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Phakavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luống chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhâm vườn lộc dạ ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giác vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập cảm mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử vi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Phật tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học tự vựng câu pháp cú kinh số 201.
Dạ, sa thủ lành thai, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân Minh Đánh Sư ạ. À. Sa thủ lành thai. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Ma Giả, Nam mô Sang Khai Giả. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu này rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thầy Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua phần ôn lại bài cũ, bây giờ chúng ta bắt đầu học bài mới. Như thường lệ mà chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần nghĩa thư vựng. Chát dằn quê rằng bát xá quá tí. Chát dằn quê rằng bát xá quá tí. Chát dằn quê rằng bát tí. Đúc khăn xê tí bát ra chí tô. Đúc khăn xê tí bát ra chí tô. Đúc khăn xê tí bát ra chí tô. Út bát xanh thô su khăn xê tí. U ba san to su khang se ti. U ba san to su khang se ti. Hi to cha ya ba ra cha yang. Hi to cha ya ba ra cha yang. Hi to cha ya ba ra cha yang. À, kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái danh từ cha yang. Cha yang có nghĩa là chiến thắng. Cha yang có nghĩa là chiến thắng. Vây răng, vây răng có nghĩa là thù hận. Vây răng có nghĩa là thù hận. Basawati, basawati có nghĩa là nảy sanh hay là phát sanh. Nảy sanh hay là phát sanh, bất sao quá tí, chiến thắng sanh thù hận, nảy sanh phát sanh. Đúc khăn, đúc khăn là đau khổ, đúc khăn là đau khổ, một cái danh từ rất là quen thuộc với chúng ta, đúc khăn là đau khổ. Xê tí là ngủ hay là nằm. Xê tí là ngủ hay là nằm. Bát ra chí tô, bát ra chí tô có nghĩa là thất bại. Bát ra chí tô kẻ thất bại hay là người thất bại hay là thất bại. Ubasanto có nghĩa là đã được an tịnh. Ubasanto đã được an tịnh. Xuất khăn có nghĩa là an lạc. Xuất khăn có nghĩa là an lạc. Xê tí là nằm hay là ngủ, chúng ta đã biết rồi. Hí to, sau khi. Hí to có nghĩa là sau khi. Cha giá ba ra cha dằn. Cha giá ba ra cha dằn có nghĩa là thắng và bại. Cha giá ba ra cha dằn thắng và bại. Rồi, vậy thì chúng ta đã lướt qua được cái phần từ vựng này rồi. Những cái danh từ trong đây mình rất là quen thuộc, là chúng ta lướt qua nhanh. Cảm ơn Phật tử gái mình rất nhiều. Cha dằn quê rằng bát xá quá tí. Đúc khăn xê tí bát ra chí tô. Ú bát xanh tô suốt khăn xê tí. Hí to cha giá
Parajaya có nghĩa là chiến thắng sanh thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịnh tịch tịnh an lạc, bỏ sau mọi chiến thắng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Bây giờ thì một lần nữa mà xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng trong rung. Và thay mặt hội chúng, con xin thành kính cung kính thượng tọa tuệ quyền từ bi hoan hỷ thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ của Quốc Kinh số 201. Và không biết thượng tọa tuệ quyền có nghe được âm thanh của chúng con hay không. Nếu thượng tọa nghe được, con thỉnh thượng tọa hoan hỷ cho con biết được tín hiệu. Dạ, xà thú lạc thầy, con đã thấy tín hiệu của thượng tọa rồi. Bây giờ con xin một lần nữa thay mặt hội chúng ở trong rung, xin thành kính cung thỉnh thượng tọa tuệ quyền. Nam mô Bụt Thà Dạ. Thưa quý vị, rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tâm kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Pháp Tính cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwade Miswakato Phakkawata Thammo Thamang Namasami Subhatipano Phakkavato Savakasangko Sankhanamami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng do hầu đến Chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng Chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ kính mời quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, cái bài học hôm nay câu pháp cú số 201 ở trong phẩm Sukhavagga, chúng ta thấy nói lên một cái câu mà để cho tất cả chúng ta hiểu biết được chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sau mọi chiến thắng. Có thể nói rằng đây là một cái ý niệm sống, một cái triết lý sống trong cuộc đời này. Thắng thua, được thua mất còn, kẻ thắng, kẻ chiến thắng, người thất bại, tất cả đều sẽ khổ đau, đều sẽ không như ý nguyện được. Duyên sự này liên quan đến vua Pasenadi. Vua Pasenadi bị bại trận. Vua chính thức là vua Ba Tiên bị bại trận. Thì câu chuyện này khi Đức Phật ngài ở tại Kỳ Viên á, ở tại Kỳ Viên á, ngài mới nói cho vua Ba Tiên Nạc. Khi vua Ba Tiên Nạc bại trận trở về, khi vua Ba Tiên Nạc đánh nhau với vua A-sa-thế tức là A-cha-pa-sa-tú, tức là con của vua Bình Sở Vương, đúng không quý vị? Thì gần cái làng gọi là Kasika, và ba lần bại trận trở về, sau lần thất bại thứ ba, nhà vua nghĩ thầm, nếu như không được, nếu như không mà thắng được một cái vị vua trẻ này mà miệng còn hôi sữa ấy thì thật sự rất là nhục nhã. Thì thất bại, quả thật vua thất bại, vua trở về, vua rất là buồn. Rồi cái câu chuyện đó nó được dân trong thành, người ta
giật mình mà người ta bàn tán. Các thầy tỳ kheo nghe như vậy bạch lại thích Đức Phật. Các thầy tỳ kheo mới nói rằng bạch Thế Tôn, nhà vua Bát Tư Nặc đã ba lần chiến bại ở gần làng Kasika, và vì vậy thì vua bỏ ăn và vua nằm dài ở trên cái lông sạc của mình, buồn bã vô cùng. Thì Đức Phật ngài nói rằng này các thầy tỳ kheo, kẻ thắng á thì bị oán ghét, mà người thua thì phải buồn rầu. Và Đức Phật ngài nói lên câu kệ trên: chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tình an lạc, bỏ sau mọi chiến thắng. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời này thắng thua là một chuyện mà có thể nói rằng tất cả chúng ta phải chấp nhận, phải đối diện. Xưa và nay gọi là anh hùng cũng đã từng thua. Sự đau khổ trong cuộc đời này nó không chỉ ở một cái chuyện thắng thua đâu. Người mà chiến thắng á, được người khác á, chúng ta hài lòng, chúng ta hả dạ, thì cái người thua đó nó cột quan trái, được cái người thua đó đó khổ đau. Và kiếp nhân sinh, kiếp con người, kiếp chúng sinh cứ hơn thua, hơn thua ở từng cái giá trị của con người. Đức Phật ngài nói lên câu kệ này không chỉ can gián cho vua Ba Tư Nặc và vua Ajatasattu A Sà Thế đâu, mà nổi dạy chúng ta bớt hơn thua ở trong cuộc đời này. Chiến thắng thì sinh thù oán, kẻ chiến bại thì khổ đau. Đây là điều mà chúng ta biết nó xảy ra trong cái thời cuộc hiện đại này. Nó như là cái bữa gì. Bây giờ này chúng ta đang ngồi nói chuyện đây, ở trên cuộc đời này biết bao nhiêu người đang chiến thắng và cũng biết bao nhiêu người đang chiến bại. Họ cứ nuôi dưỡng cái hận thù, họ cứ nuôi dưỡng cái hơn thua ở cái địa vị, ở cái tài sản, ở cái danh vị, ở cái hình thái sắc diện của mình, chứ không nói là ở những casino thì quý vị biết là khủng khiếp. Việt Nam vừa rồi có một cái chuyện cũng rất là lớn, đến khi thua cái người đã mang súng tới bắn chết 4-5 người cùng một lúc. Thì khi mà thua thì đánh bạc rồi mà, cờ gian bạc lận mà đó, thì nó sản sinh ra như thế. Ở đây không phải là cờ gian bạc lận nữa, mà nói trên cuộc đời này, trong cái việc làm việc, trong cái việc cư xử, trong cái việc sinh hoạt, cũng có sự hơn, sự thua, sự tranh, sự oán, sự thù, mệt mỏi vô cùng. Kiếp chúng sinh từ đời này qua kiếp nọ là như thế. Thắng thua trong chuyện tiền bạc, thắng thua trong chuyện danh vọng, thắng thua trong chuyện tình cảm, thắng thua trong cái chuyện được hơn ở cuộc đời này, nó cứ như thế. Từng lời ăn tiếng nói, từng hành động cư xử, chúng ta chịu cái hệ lụy trong cuộc đời này. Chúng tôi nhớ có một chuyện, chúng tôi đọc một cái chuyện ở trong gia đình nọ. Có 4 anh em,
Thế người anh thứ hai đó luôn nói với các em mình, các em không thể nào hơn anh được, anh là lớn, anh là anh cả, anh hơn các em. Thì cái người em út nó mới nói, tức là em thứ năm, bốn anh em mà. Thì người anh thứ năm nó mới nói rằng anh lớn, anh hơn tụi em là cái chắc, cần thiết gì mà anh phải nói anh hơn tụi em. Rồi người anh thứ ba đó cũng nói cho người anh, cho các em mình đó, anh chỉ thua anh hai thôi, anh hơn tụi em hết. Người em út cũng nói câu đó như vậy. Anh lớn là anh hơn, nhưng mà anh nhớ rằng một điều á, hai anh ba anh nhớ một điều, em là út, các anh hơn em là chắc chắn rồi, các anh là anh của em. Nhưng các anh phải nhớ rằng trong tương lai chưa chắc anh lớn hơn em, chưa chắc các anh thắng được em đâu. Thì người cha nghe mấy cái đứa nhỏ này nó nói như vậy thì nó hơi, trời ơi sao mà tụi con đang giành nhau cái chuyện gì lạ vậy. Thì bẵng đi một thời gian sau, khi mà cái đứa trẻ nó lớn lên thì quả thật người em út này rất là giàu có, rất là quyền uy. Các người anh đều thua hết. Thì một hôm trong một bàn ăn cơm chung với gia đình, người em mới nhắc lại cho mấy anh mình, anh nhớ lúc còn nhỏ em thua các anh hết, bởi vì chẳng qua em chỉ là em của các anh thôi. Nhưng ngày hôm nay các anh thua em hết, thua em về tài sản, thua em về địa vị, các anh không có làm được cái gì hết. Thì người cha mới nói với người con như thế này, với các con như thế này, ồ các con giỏi quá ha, các con thật là giỏi. Các con trong nhà với nhau mà các con so đo giữa anh em, giữa cái hơn cái thua, giữa cái tiền bạc, giữa cái danh vọng của mình sao, rồi nghĩ rằng mình làm anh thì mày hơn em là như vậy à. Con à, các con à, ngoài kia kìa biết bao nhiêu người, có kẻ thua người hơn, hôm nay mình hơn người ta, mình luôn luôn tự đắc tự kêu tự thắng, nhưng không biết ngày sau nó là sao đâu con. Giờ con có biết rằng người này mình hơn những người thân của mình, nhưng liệu mình có hơn những cái người ngoài mình có hơn được hay không? Chưa chắc, tụi con chưa chắc hơn được người ngoài. Tụi con chỉ ở trong nội bộ trong nhà mà tụi con đánh đập, tụi con đã có sự so sánh với nhau rồi. Thì ở đằng kia, ở ngoài kia đó, nó còn so sánh khủng khiếp và đau khổ hơn nhiều nữa. Tại sao các con phải làm như vậy? Thì các người con im lặng. Cuối cùng người cha mới nói cho một điều, nó cũng như một cái tinh thần phải nói là thắng sinh thù oán thất bại kiều khổ đau người con. Người cha không có nói rằng là an lạc tịch tỉnh như lời Phật dạy, nhưng điều người cha mới nói rằng là con hơn người nhà thì nó có hay, con hơn người này cũng không hay nữa, con hơn người ta đã ganh đã ghét con, thế nào người ta cũng hại con. Nếu như ngày nào mà tụi con còn mang cái tâm mà hơn thua thì chắc chắn là tụi con sẽ bị thất bại.
tụi con sẽ bị khổ đau. Hồi nãy chúng tôi nói đó, đã gọi là anh hùng thì xưa và nay đã từng thua, gọi là thắng chiến thắng, kẻ chiến thắng đã bao lần chiến bại, hãy nên khôn mà chẳng dạy đôi lần. Mình cho mình hay lắm mà, giỏi lắm mà, mình khôn lắm mà. Ai chiến thắng mà không bao giờ có chiến bại, hãy nên khôn mà chẳng dạy đôi lần. Cho người ta có bại, người ta có thua, chúng ta không có cười, chúng ta không có trách. Qua câu chuyện của người cha con này, nói cho người ta nghe là người cha dạy cho những người con rằng tụi con hơn với nhau ở trong nhà, nó cũng không có hay ho, nó cũng chả có cái được gì, chả có vui vẻ gì, mà con hơn người ngoài mà nó càng khổ đau nữa con à. Cho nên sống con biết, con phải biết cách sống. Ở đây Phật thì dạy tịch tịnh an lạc, bỏ sau mọi chiến thắng, là cái đó, cái tâm của mình nó tu tập, nó bỏ sau lưng coi như là mọi cái trận chiến, bỏ sau lưng mọi cái quán hờn, bỏ sau lưng mọi cái khổ đau. Thì không nói những cái sự thắng đó, nghe quý vị nghe lại không ạ? Dạ cảm ơn. Trong cuộc đời chúng ta người tu người không tu cuộc đời này đó là bãi chiến trường, nhìn nhận ở cuộc đời là bãi chiến trường đẹp và một chiến trường không đẹp, mà gọi là chiến trường. Trong cái gia đình nó có một cái, nó có một cái chiến trường của gia đình, trong từng tổ chức nó có một chiến trường của tổ chức, trong cuộc đời nó có chiến trường của cuộc đời, và trong cái đất nước nó có chiến trận của đất nước, trong mỗi con người chúng ta cũng có chiến trận của nhau, của ta, từ chiến trận của ta đến chiến trận của người, cả chiến trận của người, chiến trận của ta gặp nhau tạo thành một chiến trận lớn. Mà từ trong tâm ta không để cho cái chiến trận nó xuất hiện, thì chắc chắn rồi sẽ không có những đau khổ trong cuộc đời này. Ở đây là chúng ta phải có sự tu tập. Cái sự tu tập ở đây có nghĩa rằng chúng ta phải chịu chấp nhận hy sinh, phải chịu lùi bước, phải chịu hy sinh. Điều điều thứ nhất để làm gì? Để không gây oan trái. Kính thưa quý vị, mình chiến thắng người ta, nó oan trái với mình, nó khổ lắm. Khổ lắm, khổ lắm. Chỉ một câu nói, chỉ một lời nói, chỉ một hành động, chỉ một cái điều đó gì đó mà chúng ta tập một cái tâm mà cái hơn thua là chết. Chúng ta biết nhường nhịn. Để chi? Để cho chúng ta được an ổn, được yên vui. Chứ chúng ta có tranh, có giành, có chiếm, có đoạt, có cầu, có mong đó, mà có được đó thì cũng chả là bao nhiêu hết. Cái câu chuyện này là cái câu chuyện tỉnh thức, một câu chuyện thứ hai mà chúng tôi nhớ. Có một lần, có một người chủ phú này rất là nhiều tiền,
quá, ăn không được, ngủ không được, sinh hoạt không được tốt, mới than thở, mới nói đi trong gia đình rằng ta đã bỏ công biết bao nhiêu qua năm qua, ta tìm tiền, ta tìm đủ mọi cách hết, nhưng rốt cuộc bây giờ ta có tiền mà ta có không còn sức để mà ăn một miếng ngon, để ngủ một giấc yên. Sao mà rất là lạ, nó khác hơn thời xưa. Khi ta không có tiền, khi ta không đi tầm cầu tiền của đó, thì ta ăn ngủ rất không. Ngày hôm nay, tại sao món ngon lạ nó có, mà tại sao ta không ăn được? Mình quá ăn nổi, mà ta ngủ cũng không. Ta lo lắng đủ chuyện hết. Thì cuối cùng, đời này, chúng ta phải giải quyết ra sao? Cái câu chuyện đó để nói cho mình biết, dạy cho mình rằng là có đôi khi mình hy sinh hết tất cả, mình chịu đựng, mình chịu hết mục đích, chúng ta chỉ là tìm tiền, tiền, để rồi chúng ta được tiền. Nhưng rồi chúng ta không còn sức khỏe, chúng ta không còn tâm hơi, mà nói rằng á, tức là lấy cái thân để được cái của, bỏ cái thân để được cái của, đến khi được của thì cái thân của không còn nữa. Bây giờ biết bao nhiêu lần chúng ta phải cố gắng, phải nhịn, cố gắng phải chịu đựng, rốt cuộc để làm gì? Rốt cuộc cũng chẳng có được cái gì hết, mà rốt cuộc là chúng ta khổ thôi. Quả thật, kính thưa quý vị, đó là chẳng qua phục vụ cho cái lòng tham của con người mình. Có một đó, ông bị người ta phỉnh nhổ ở trong cuộc đời. Đâu là con người vô dụng bất tài, chê ông vậy, ta buồn. Thì hồi xưa lúc cái người mà chê ông á, là đang làm quan. Đang làm quan. Và đang làm quan. Mà khi mà quan á, thì có nhiều tiền của, có nhiều thế lực lấn lướt áp bức ông. Ông cố gắng, ông chịu đựng, không nói năng gì hết. Và cuối cùng, kính thưa quý vị, ông nói với, ông không chịu đựng nữa. Rồi quan ở họp hội coi như là nhiều lần mới tiễn con người này, nó tốt con người kia tốt, nhưng nhất quyết là nói rằng khen ông là con người bất tài, cho nên không có chưng dụng ông. Thì ông nông với cái sự xem thường đó, ông ta mới nung nấu, ông ta mới chờ ngày phục hận. Chúng ta miệt mài, cũng như chúng ta miệt mài luyện công á, một năm, hai năm, ba năm, cho tới một thời gian dài, thì một hôm đó cái quan ảnh chết. Thì cũng là lúc mà cái anh cha này anh tìm trở về để trả thù cái vị quan này. Thì chúng tôi nhớ cái câu chuyện nó nói, tức là khi ông ta tìm về, ông ta đứng trước cái bài hương án của vị quan này, ông ta mới nói: bây giờ tôi không biết tôi trả thù ra sao đây. Bao nhiêu năm nay cái sự hận thù trong lòng tôi đối với ông rất là lớn, nhưng bây giờ về ông đã chết rồi. Ông đã chết rồi. Vậy thì cái thù này tôi trả cho ai đây? Kính thưa quý vị, câu chuyện người ta nói tới đó để người ta chỉ dạy cho chính chúng ta là cái gì? Chúng ta luôn luôn chấp nhận những đau thương để chúng ta sinh gây oán thù cho người ta, sẽ trả thù người ta. Nhưng sự thật ra
chúng ta đã quên. Cái ông này ông về ngay khi ông đã chết, chứ nếu ông này đã chết từ lâu rồi thì lại là cái sự thù hận nó vô nghĩa, nó chả là cái gì cả. Thì trong cuộc đời này cũng vậy, có người cứ ôm một cái nỗi buồn, nỗi khổ, chi vậy? Chi vậy? Thường thường chúng tôi nói cũng như là bị chồng bỏ, bị vợ bỏ, bị bạn bè với nhau bỏ với nhau, ôi cha mang một cái tâm hận, cái thù, đời đời kiếp kiếp không gặp nhau, đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ chấp nhận, không bao giờ tha thứ. Những con người nó sống không có vui, sống khổ đau vô cùng. Tại sao như vậy? Họ sống trong một cái, trong một cái tị hiềm, sống trong một cái nỗi thất bại, sống trong một cái nung nấu, cứ chờ ngày phải gặp người đó để trả thù, hay hoặc là sống trong một cái niềm đau nỗi khổ. Có cần thiết phải như vậy không? Chúng tôi sẽ như vậy không? Khi quá nhiều những điều ưu việt Nam Mô Bích Thà Giá. Dạ đạo tràng, chúng con không còn nghe âm thanh của sư. Con cũng thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ đạo tràng hoan hỷ. Chờ trong giây lát, sư đã bị rớt mạng rồi. Dạ con thấy sư trở vào rồi, con cũng thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Nam Mô Bích Thà Giá. Dạ quý vị nghe chúng tôi nói không? Dạ cảm ơn quý vị nghe đó. Cho nên vì vậy, ở đây trong cuộc đời này chúng ta sống á, chuyện lớn quá thành nhỏ, chuyện nhỏ cho nó không đi. Chứ bây giờ dẫu cho mình cứ chiến thắng, mình cứ lúc nào mình cũng phòng thủ, lúc nào con người mình cũng sẵn sàng háo thắng, háo chiến, là tự chúng ta hại chúng ta thôi. Không ai hại mình mà tự mình hại mình, tự mình giết chết mình, tự mình đã tạo cho mình cái niềm đau nỗi khổ, tự mình đã gây cho mình biết bao nhiêu là cái điều niềm đau nỗi khổ. Chả ai thương ta cho bằng chính ta. Giờ tại sao mình phải tự, tại sao cuộc đời này, đúng vậy đó, sống trong cuộc đời này chuyện lớn xem là nhỏ, và chuyện nhỏ xem như là không, xem như không đi. Chúng ta sống bao lâu mà bận phiền như thế? Makino, đúng vậy. Như vậy chúng ta sẽ sống nó đỡ hơn. Đành rằng cũng không dễ dàng mà xem nhỏ đâu, nhưng hãy tập xem nhỏ đi. Quên đi, quên đi những cái chuyện mà người ta làm cho mình được thua mất, còn được mất này nọ tất cả. Nếu như không muốn tạo nghiệp, ở đây chúng ta biết tôn trọng cái nghiệp, chúng ta không muốn tạo nghiệp, không muốn ân oán, thì chúng ta chấp nhận chịu thiệt, chấp nhận nhận đi. Một câu nhịn chính, câu lành phải là chính, mà nhiều trăm trăm triệu 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 lành. Vì nhớ nhé. Còn nếu như dỗ ngực xưng tên hay lắm mà, à tôi há không được, ân đền quán trả. Xin nhắc lại, ân chưa kịp đền, quán cũng không kịp trả đâu. Ân không có đền, mà quán thì đi tìm quán để trả, mà cũng khó, không dễ dàng trả cái oán đâu. Rồi đến khi mà chết trong một cái niềm đau nỗi khổ, trong một cái sự uất hận như vậy,
thì đau khổ từ đời này, đau khổ đời sau nữa. Chứ đừng có nói là tự ngược xưng, chỗ ngược xưng tên, tôi là con người, tôi hay ho. Những người đã nói cái miệng, ân chưa có đền, ân chưa có đền đáp với người, là cha mẹ, là những người xung quanh, bè bạn, những người thân chúng ta chưa đền. Quán chúng ta cũng không có tìm dễ dàng tìm gặp người để trả đâu, mà chính mình trả cho mình. Như một trái banh đá thẳng vào tường, nó dội lên mình. Trong cái ân quán, trong cái đau khổ nó lại như vậy đúng không? Cho nên vì vậy, hơn thua, con người hơn thua là con người đó, còn hơn thua thì con người đó rất là thấp kém. Con người hơn thua là con người đó còn bị hạn cuộc, còn bị giới hạn, rất là thấp, rất là kém, rất là yếu, và rất là tệ, và rất là dở. Sự tu tập đòi hỏi mỗi con người vượt qua. Thì cái người tu này không phải là cái người người tu mà cạo đầu tu, mà người tu tức là sửa cái tâm của mình, chỉnh cái tâm của mình, hiểu cái tâm của mình. Thật sự mình nhỏ bé lắm quý vị, giờ mình rất là yếu. Trong cái sức khỏe mạnh của mình không mạnh bao nhiêu đâu. Trong cái giàu có của mình thực sự không có giàu có bao nhiêu đâu. Trong cái tiền của mình thực sự không có được tiền của bao nhiêu đâu. Trong cái điều kiện tiện nghi của mình không có tiện nghi bao nhiêu đâu. Quý vị biết, trong cái thiên lạc đó, nó cao gấp trăm gấp ngàn lần cái vị ngọt của sắc đẹp tiếng ngay mùi thơm vị ngon xúc lạc của ngũ trần này. Bởi vì cho nên cái người ta hưởng 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 cái dục lạc đó, nó bằng cái gì? Nó không phải bằng một cái sắc dục, cái thinh dục, cái khí dục, cái vị dục, cái xúc dục, không phải, không phải. Mà người ta bằng một cái, bằng một cái tinh thần hưởng dục cả. Như thế mà người ta còn bỏ, chứ đừng nói chi là cái dục của nó tầm thường. Tại chúng ta, vì chúng ta là chúng sinh còn hệ lụy, còn phải ôm ấp, còn phải giữ gìn, còn phải nắm bắt cái dục, cho nên chúng ta đau khổ. Đúng như vậy, không dễ dàng đâu. Cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy mình bị thua thiệt. Cho nên chúng ta luôn luôn có một cái nung nấu làm sao phải bằng người và hơn người, chứ không bao giờ chịu chấp nhận dưới người ta. Thì ngày nào mà còn nung nấu, ngày nào mà còn một cái tâm so sánh trong sự oán hờn như thế, thì kính thưa quý vị, ngày đó chúng ta rất là khổ, rất rất là khổ. Như phải nhớ một cái rất là khổ. Chính cái sự khổ đó, nó nung nấu, nó tạo cho ta một cái khổ mới nữa, mà mình đâu có biết. Trong cái niềm đau nỗi khổ của quán thù, trong niềm đau nỗi khổ của cái sự tự ti mặc cảm, trong cái sự niềm đau nỗi khổ của kết oán, của cái thống khổ chịu khổ đau, mà đời con người bởi vì tham ái mà, bởi vì bị sân độc mà cảm thấy bị tổn thương, trong kinh giải rất là hay. Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi. Ai ôm ấp thì không bao giờ nguôi, mà không ôm ấp sẽ tự nguôi. Cảm thấy mình bị tổn thương,
cảm thấy mình cảm thấy rằng cái ngã chấp của mình cảm thấy bị quê độ. Nhưng thưa quý vị, cái gì vậy? Cái gì tổn thương? Cái mặt tôi quê chẳng qua là tôn tạo cái gì, tôn tạo cái ngã của mình, chứ không có cái gì. Mà cái ngã của mình thật ra mổ xẻ ra không tìm thấy đâu, mà chỉ đó chính là cái ái chấp đó, chính là cái niềm sân hận đó, niềm sân hận đó. Cho nên đừng có chồng chất quán thù, đừng có chồng chất đau khổ, tự mình gây khổ cho mình. Ở đây chúng ta gọi là một câu nhịn chính câu lành, hay là nghe thì chỉ biết nghe. Nếu mà ta chửi mình, mình đừng có suy nghĩ là ta chửi mình. Vì như cái bài học của Phật dạy để lại cho chính chúng ta rất là tuyệt vời. Trong Bà La Môn đó, ông gặp ngài, ông chửi ngài quá trời quá đất, nói đủ thứ đủ chuyện hết trơn. Thì ngài mới hỏi, bây giờ ta hỏi người, nếu như có người mà tặng quà cho ngươi, tặng đồ cho ngươi đó, người ta không lấy thì bây giờ sao? Không lấy thì thôi, người ta tặng mình không lấy thì mình thì thôi, mình nhận chứ có chuyện như là của mình mà. Thì những người, những lời mà ngươi chửi ta, những lời mà ngươi mắng nhiếc ta, ta không nhận thì ngươi hãy nhận lại. Ở đây đó là một bài học. Tại sao mà chúng ta cứ đi đón nhận cái chuyện người ta mang tới cho mình vậy? Quý vị nghe rõ, tại sao mình đi đón nhận cái chuyện người ta mang tới cho mình? Mình đừng nhận. Hãy tập đi, được. Cũng như cái người quán mình làm sao cho người đừng quán, đó mới là cái hay. Chứ người mà mình quán, người mà mình quán á, mà làm cho người ta phải đau khổ thì chuyện nó rất là dễ. Chuyện nó rất là dễ, nhưng ngược lại tập làm sao mà cho người ta thương mình được kìa. Đó là một cái điều mà tốt hết nhất, người ta đừng chửi mình nữa. Sự thật cá, chúng tôi có một ở tại nơi chùa có một quan điểm, có một người người ta cũng không có thích, ta chuyên môn ta nói xấu, mình ta muốn đặt điều là chuyện, thì chúng nói mấy quý sư, quý sư đừng có ác kiến người khác. Cái điều đau khổ quý sư mới đó đang quý sư chỉ thấy như vậy, mấy sư mới chỉ thời gian quý sư ở, quý sư nghe thấy vậy quý sư bực bội. Quý sư biết tôi ở đây bao lâu, tôi chịu đựng biết bao nhiêu, mà hồi đó tôi cũng như mấy sư, tôi rất là bực bội. Nhưng sau đó tôi suy nghĩ, tại sao phải bực bội? Nếu người ta không thích mình phải tạo làm sao cho cái độ nó độ giảm xuống, cho người ta không thể nói nữa, thì đó mới chính là cái điều tốt. Chứ nếu mà mình cứ nghĩ rằng người ta không thích mình phòng thủ trong ta, thì cái chuyện nó rất là bình thường, gọi là quán trả với nhau hoặc là mình hơn thua với nhau thì chuyện nó rất là bình thường. Nhưng điều mình chấp nhận đi, cái đó không phải tự nhiên, đó cũng là cái nghiệp, cái duyên của chúng tôi và quý vị. Mình biết đón nhận nó, ở đó chính là biết chấp nhận nó, rồi cũng sao đâu. Không, mình ghét họ, mình thương họ, tự nhiên mình ghét họ, ghét mình, rồi tự nhiên mình cứ giả đò ngây ngô không biết đi. Nhưng điều người ta biết mà mình đừng thèm quan tâm, để mình tạo bớt đi một cái căng thẳng thì quả thật nó bớt căng thẳng. Còn chuyện người ta thương mình chắc chuyện là khó, nhưng mình cứ tạo đi. Nhiều khi trong cái nghịch cảnh, trong nghịch duyên đó, chúng ta mới biết nhịn, mới biết kham nhẫn. Thì kính thưa quý vị, có những lúc mình tu được lúc nào, mình làm được lúc nào thì cố gắng làm lúc đó. Mà chúng ta luôn luôn cứ coi là người ta gây khổ cho mình, chứ sự thật ra cái tâm mình nó khổ, chứ chưa chắc là người ta gây khổ cho mình. Chúng ta cho rằng người ta gây khổ, nhưng chính mình gây khổ cho mình nó nhiều hơn. Chính mình là oan trái với mình và người ta nhiều hơn. Trách mình, đây chính là hại mình. Và trách người lại là hại cho mình, hại cho người.
hận mình là quá hại cho mình, hận người lại hại cho mình nhiều hơn nữa. Cho nên vì vậy chúng tôi đang nói trên một tinh thần mà chúng ta cần phải, chúng tôi và quý vị cần phải cố gắng thực hiện. Chứ chúng tôi không phải nói rằng cái câu này nó không phải chuyện đơn giản. Cái chuyện thắng thua này nó rất là khó, nó làm tôi quê vô cùng, nó làm tôi cảm thấy bị tổn thương vô cùng, nó làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, nó làm tôi không vừa lòng chút nào cả. Tôi không gây thù chuốc oán gì nó, tôi không có đụng chạm gì nó hết, mà tại sao nó làm tôi như thế? Trăm trăm muôn muôn ngàn chuyện, nhưng cuối cùng cái thứ gì là sao? Là do chúng ta không có đời sống, không có một đời sống biết chấp nhận, cái đời sống biết tham nhẫn, đời sống biết tu tập, không biết thì làm. Cũng như tu từ tâm cũng vậy, mong rằng tâm tôi luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào tôi cũng nói với tự tâm, làm với tự tâm, không nói không làm với sân tâm. Biết rằng chúng ta không làm được, nhưng chúng ta hãy nhớ khi những niềm đau nỗi khổ, những cái thắng thua trên cuộc đời mà nó hiện lên, mong rằng mình đừng có phải chạy theo, đừng có phải đón nhận cái thắng cái thua của mình với người, của người với mình. Mình hãy nhớ như vậy. Biết rằng mình chưa có thể làm được, nhưng mình nhớ, biết nhớ là cũng tốt rồi. Biết nhớ cũng là cũng tốt rồi. Cho nên vì vậy cái sự tu tập đòi hỏi mỗi chúng ta phải có một cái nhìn sáng suốt, một cái nhìn thật sự là tỉnh giác, thật sự là tốt đẹp, thì chúng ta mới đạt được. Thì chúng ta mới bỏ lỗi tình an lạc, bỏ sau mỗi thắng bại, thì cái đó của các bậc thánh hiền rồi. Ở đây kính thưa, nếu như có 10 chuyện thì chúng ta bỏ bớt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì là lành thay. 10 mà bỏ 1 cũng là một hay rồi. Lớn cho thành nhỏ, nhỏ nó không có gì. Cái ý niệm của chúng tôi thường thường chủ trương nó là như vậy. Nhưng cuộc đời này mình muốn yên, cây muốn lặng mà gió không ngừng, thì mình phải càng cố gắng để yên nhiều hơn nữa mới đủ sức để chống lại. Vì nghe đó, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thì cây này phải tự cố gắng tạo cho nó mạnh thật sự, để gió bao nhiêu thì nó có xây xát một chút xíu thôi, chứ không nổi mà lật gốc ngã gọng luôn. Thì đó mới là cái con người của mình, nó được hay là nó mất là chỗ đó đó. Chứ còn chút xíu nữa, mới có một chuyện một chút xíu thôi mà sao động, không chút xíu nữa mà chúng ta không có đứng vững, thì thật sự chúng ta rất yếu, rất tệ, rất dở trong kiếp nhân sinh này. Nếu rồi cuối cùng chúng ta không cần phải liên tiếp, không còn phải đau khổ gì nữa, khi mà chúng ta tiếp tục lăn trâu trong một kiếp sống mới, mong rằng những chuyện gì hãy trả cho người, trả luôn tất cả những chuyện gì của cuộc đời cho xong, để ngày mai, để ngày mai mình sẽ được tốt đẹp. Chứ còn ở trong cuộc đời này cứ qua, cứ oán hờn, cứ trách hờn, cứ giận hờn với nhau mãi mãi, không bao giờ và không bao giờ mà nó kết thúc được cái việc. Chính ở đó, trong tâm tư của tất cả chúng ta phải biết sẽ không bao giờ có cái điều dừng hận thù. Mà lấy cái hận thù, việc hận thù thì không bao giờ chấp nhận được. Mà chiến thắng thì sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, và chịu khổ đau đó mình lập toan mưu tính để hại người nữa, thì là đau khổ truyền miên ngày sang đời nọ. Cho nên vì vậy chúng ta phải có một cái tỉnh thức, chúng ta phải có một cái sự sáng suốt, chúng ta phải có một sự hiểu biết, thì chắc chắn chúng ta sẽ được cái sự an lạc. Còn bằng không thì rất là nguy hiểm. Và xin có được trình bày qua cái câu phú số 201 là như thế. Những quyết điều chỉ sẽ thất kinh ứng mong toàn thể quý vị quan hệ cho. Ở kính chấm dứt thời dẫn thức nơi đây, trước khi dứt lời, kính dân và phước lành đến Đức Trời Đức Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên phụ địa chẳng pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên tại chùa Quảng Nghiêm,
chư vị chân linh ký linh tại nơi đây, chúng đây và cũng như xin kính dân Phật Phật này đến sư trưởng, đến ân sư của chúng tôi, và mong cho ân sư được an lạc, được tấn quá, và cũng như xin dân phước này đến cho sư huynh của chúng tôi là sư tỷ lực, mong cho nhiều vị được an lạc nơi cảnh giới tái sinh của mình, và mong tất cả chúng ta được an và tiến thủ, ít phải khổ đau vì sự thắng thua trong cuộc đời này. Nam mô Bụt Tha Giả. Và sa thủ lành thai, chúng con kính tri ân Thường tọa Tuệ Quyền đã giảng bài pháp cú số 201 cho chúng con được nghe hiểu, cố gắng hành theo cho được sự lợi ích. Và của chúng con kính tri ân Thường tọa, và con kính thỉnh Thường tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân bích đến sư. Bhagavato sappamangalang rakkhanto sabbe devata sabbadhammana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sappamangalang rakkhanto sabbe devata sabbadhammana bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả phước báo hành con đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thủ lành thai, chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Tuệ Quyền, Đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Và ni quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa wan tu vu chi ta Sot thin ka ron te tha vi ha ra mang đa lê Thế ra cha mát cha na wa ka cha bích ka vô Sa ra mi ka đa na pa ti u pa sa ka Ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra Sa pa na pu ta su ki ta pa wan te Cha la mu cha ye pi cha an da sam pa wa Sam se da cha ta tha vô pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te sap pe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu ki rang sa tang tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang kho ho tu sa mắc ngô wa a tha ya cha hi ta ya cha Âm hê rách khanh tu sắc thẩm mô Sắp bê pi thẩm má cha ri nô Phút thiêm sâm pha phu ni yà má Thẩm má ri yà pha huê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập và vinh nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt. Cảm dân sinh xuống mít.